Thế trước đây đấy giờ đã đi khám bao giờ chưa? Chưa, chưa chưa đi đâu. Chưa đi khám bao giờ Đi đâu khám ấy. à? Bởi vì lúc nào cũng thấy em ấy cười cười. Đấy, những ngày đầu tiên lên thì mình không nghĩ ngợi gì đâu, gặp thì mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Bởi vì một người còn trẻ tuổi như này hay cười hay nói thì mình chả có vấn đề gì để mình bận tâm cả. Nhưng mà vừa rồi là mất con thì vẫn thấy là vẫn cứ như thế thì chắc là sẽ có một chút vấn đề các bác. Đấy thì như hồi đấy cũng nói ấy, gia đình mình nghèo thì mình làm bé thôi nhá, làm cho đủ cái phong tục của mình thôi, bởi vì nhiều tiền thì đi vay nợ về lấy đâu ra mà trả, được chưa? Để cố gắng lên, mọi chuyện rồi thì thời gian nó sẽ làm phai mờ đi thôi, để em bắt đầu lại cuộc sống mới thôi nhá. Rất còn rất rất nhiều người cô bác anh chị quan tâm động viên đến em nhá, thì người ta mới gửi tiền cho em thôi nhá. Đấy, cảm ơn các cô các bác đi, anh trao cho nhà đấy nhá. Rồi, Phương đã trao cho được các bác. Cảm ơn các bác nhá. Cảm ơn các bác, các cô. Cảm ơn các cô đã gửi cho cháu. Cho cháu. Khâm xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Buổi sáng ngày hôm nay khi mà Khâm lên với nhà anh Lúa ấy, thì tiện Khâm sẽ đi vào nhà anh Lúa luôn. Thứ nhất là có một vài cô bác là gửi tiền hỗ trợ về cho gia đình em Lúa sau những cái video mà Khâm chia sẻ về hoàn cảnh của em Lúa cũng rất là khó khăn, cũng mồ côi sớm đấy, bố mất sớm từ lúc mới có 10 tuổi, mẹ là đi lấy chồng hai và bây giờ lấy người vợ thì cũng rất là buồn các bác. Lấy một người vợ về thì từ bé là thần kinh là có lẽ là không được ổn định đấy, thế cho nên là khi mà vừa rồi câu chuyện mất con ấy rất là buồn, anh em mình đã chia sẻ lên thì anh em mình sẽ không nói lại nữa về câu chuyện riêng tư của nhà em Lúa nữa. Trong những video trước Khâm chia sẻ về gia đình em thì chia sẻ về người vợ ấy, cái cảm xúc nó hơi thật một tí thì có lẽ là có những câu từ không phải. Mong cô bác anh chị xem mà góp ý nhẹ nhàng cho Khâm để Khâm được rút kinh nghiệm, để Khâm có thể làm tốt hơn. Mục đích thì vẫn là muốn hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn để làm cầu nối đến các nhà hảo tâm. Đấy thì cũng rất là may mắn em ấy vừa nhận được một cái số tiền thì tổng hợp đâu đó lại thì cũng vào được 2 triệu rưỡi. Đấy thì có một chị là Duyên Gian, không biết đọc tiếng Anh có chuẩn không, mà chị chắc là ở nước ngoài, nick là Duyên Gian, có gửi cho Khâm 3 triệu thì là ủng hộ là anh Lúa làm nhà 1 triệu và 2 triệu thì là ủng hộ em Lúa mất con. Thì 1 triệu là chị nhờ Khâm trao tiền mặt và 1 triệu thì chị nhờ Khâm là xem hai vợ chồng muốn mua cái gì về trang trải kinh tế, hoặc là muốn đưa vợ đi khám, hay là bất kỳ một cái phương án gì đó trong phạm vi tài chính 1 triệu đấy thì Khâm sẽ hỗ trợ gia đình hai em ấy. Thì tiện là lên của anh Lúa thì hôm nay lên là báo anh Lúa trước thì hai vợ chồng cũng ở nhà, không ở nhà thì hôm nay bảo đi chặt củi à, đây à, chặt củi đây à, mùa này người Mông thì đi chặt củi thôi nhỉ. Đấy, hôm nay thì lên đây thì là Khâm cũng chỉ mua một bao gạo thôi. Lên thì anh Lúa chia sẻ rằng là nhà em Lúa là cũng không có gạo ăn, thế là anh Lúa lại chia gạo cho. Thế là lá lành đùm lá rách ấy các bác ạ. Hai anh em này là chơi thân với nhau, bởi vì cùng cái hoàn cảnh nghèo khổ với nhau thì là sẽ thường là sẽ chơi với nhau đấy. Cái này gạo là vừa nãy anh Lúa là lấy về rồi các bác, ở nhà là xem trong xô còn, trong chậu ở đấy còn, là anh đã múc vào đây, trong này là đấy cũng được này để cho hai vợ chồng ăn đấy. Rồi, bây giờ mình vào nhà nói chuyện nhỉ, ở đây là ngoài đây rất không biết nói tiếng Mông lắm các bác. Đây là cô vợ anh. Vừa rồi thì vợ trong nhà tối quá các bác, phải ra ngoài cửa này ngồi cho nó thoáng để anh em mình ghi hình tiện các bác. Thế thì hôm nay lên thì thăm gia đình em, đỡ buồn chưa? Vẫn đang rất buồn đúng không? Khổ thân em. Đấy thì vừa rồi anh chia sẻ cái video em lên ấy thì cũng rất dành được rất là nhiều những lời động viên của cô bác. Cô bác cũng động viên góp ý em cố gắng lên nhá, đừng buồn, tương lai thì vẫn còn thôi, em còn rất trẻ đấy, cố gắng nhá. Thế bây giờ là số tiền các bác ủng hộ thì Khâm sẽ đọc tên này,
Có một chị giấu tên ở Nghệ An là 200 nghìn cho em lúa này. Có chị Mai ở Hà Nội ủng hộ 500 nghìn này. Và chị Duyên Gian đấy là ủng hộ là 2 triệu. Thì có nhờ không là sẽ trích ra tiền 1 triệu mua cái gì cho em cũng được, nếu gia đình cần. Và nếu mà có thể thì cũng có thể là đưa vợ đi khám nếu gia đình muốn. Đấy, cô ý của bác có chị, các cô bác góp ý cho thì là Khâm rất là ghi nhận. Nhưng mà Khâm sẽ phải hỏi ý kiến gia đình. Đấy. Bây giờ là số tiền là có của em được các bác hỗ trợ là 2 triệu 7. Thế bây giờ là anh hỏi lúa là em muốn sử dụng vào mục đích gì thì để anh trao tiền cho em. Muốn mua cái gì không? Mua một con lợn này. Mua một con lợn. Nó bảo là nó mua một con lợn để bán một con chó rồi là mang khô nữa là mua hai con gà về. Một con gà thì còn một chó kèm đi làm ăn khu ở đường. Mà một con lợn thì về đến nhà thì mình cho con. À, nghĩa là vẫn phải làm ma khô cho em bé người vâng. mất đúng không? Vâng. Người Mông là ai mất cũng làm ma khô hết à? Vâng. Chảy con, vâng. Người lớn đều làm hết à? Đều làm hết. À, vâng. Hôm nào làm? Hôm nay... Mấy hôm nữa, khoảng mấy hôm nữa làm? Chắc là 7-8 hôm nữa. 7-8 hôm nữa là làm cái ma khô. Vâng. Ừ. Chú nó đưa nó đi chú đường 13 hôm rồi mình phải đi đó nó về làm mang khô. 13 hôm à? Vâng. À thế bây giờ là một con lợn thì mua khoảng bao nhiêu tiền là đủ là mang khô? Con lợn thì chắc là mua lại 600-700. 600-700 á? 600-700 có đủ không hay là con bé thôi? Mua con bé thôi. Mình... Rồi, con chó thì mua con bao nhiêu tiền? Con chó thì mua lại chắc là tiền khoảng là 200-300 thì mua lại bé thôi. Bé á? Mình đi... Bây giờ bé 200-300 là bé tí thôi đúng không? Nó bé tí thôi. À, mua về để làm phong tục thôi gì, không phải một mổ ăn đâu gì. Không, mổ ăn mà. Vẫn mổ ăn vâng, thì... Con chó kia thì mình đi lên đường mình mổ còn con gà kia. À, hai con gà nữa đúng không? Hai con gà khoảng bao nhiêu tiền? Một con gà là để cho con chó với một con gà đi lên đường là một con gà với một con lợn thì đó nó vào nhà thì lấy cho một con gà với một con lợn cho nó theo nó đi. vâng. À, em hiểu rồi. Nghĩa là bây giờ là cũng rất là kịp thời khi mà em ấy phải làm một cái tục nữa là cái ma khô. Thì giống như không có chia sẻ đấy, thì các dân tộc khác như kiểu làm 49 ngày hay gì đó, đón đầu dỗ kiểu gì ấy, nó là như thế. Thì người Mông nó cũng có phong tục như thế. Đấy thì là bây giờ gia đình không có điều kiện rồi thì mình làm rút bớt đi lúa. Ví dụ như người ta làm mổ lợn to thì mình mổ lợn bé vẫn làm, nhưng mà sẽ rút gọn anh lúa. Bây giờ nhà nghèo không có cái gì, nếu mà không có các bác hỗ trợ thì lấy cái gì làm? Nó bảo là nếu mà không có các bác hỗ trợ thì nó làm ngu lướt chưa à, còn nó chiên thì nó làm nó bóc ngu kèm đi bán gà đấy, mua lợn. Nhưng mà em bảo nó làm bác ngu á, còn ngu không? Ngu còn một tí trước con nó đi chiến thì nhà người Hà Phó mới người cho mới người cho một tí. À, vâng. Thế vừa rồi là các bác ở hàng xóm có về cho tiền không? Các bác về cho tiền chắc là em hỏi ra mà nó bảo là tiền của nhà người hàng xóm về cho thì được 700 thôi. 700 à? 700 thì nó là đi mua thịt gà này, về mua thịt gà về là cho nhà hàng xóm ăn ấy thì hết tiền. Được rồi. Thế thì các bác hỗ trợ thì em cũng sẽ trích tiền cho nhá. Trích tiền cho em xem là em thích mua cái gì thì mua. Đấy, các bác gửi cho thì Khâm cũng sẽ không giữ của em lúa làm gì cả. Đấy, Khâm sẽ trao đến tay em thôi.
Thế hình như là không biết là còn bác nào có gửi cho lúa thêm không, hình như không nhớ là còn 100.000 hay không ấy, thì là bởi vì là rất là nhiều công việc, không phải xem lại cái danh sách ở dưới nhà cơ. Thế thì trước mắt thì là không tổng hợp những cái tên của các bác gửi cho lúa mất con là có 2,7 triệu, thì rất mong là cô bác xem được những cái thấy thiếu. Nếu các bác đã gửi cho em lúa hoặc là không tính được mẫu A lúa thì mong các bác là gọi điện hoặc là comment trên video của Khâm để Khâm được biết đấy. Thì cũng rất hết sức thông cảm cho Khâm bởi vì hôm nay lên là không xem danh sách đấy. Thì là trước mắt là hình như là cũng chỉ được khoảng 2,7 triệu thôi đấy, 2,7 triệu đấy thôi, thì là tí nữa thì sẽ trao tiền mặt là 1,7 triệu luôn, còn 1 triệu như mong muốn của chị Dương Gian ấy gửi báo Khâm ấy thì có thể là mua bất cứ cái gì cho gia đình, hoặc là đưa gia đình đi ra chợ mua, hoặc là đưa vợ đi khám. Đấy, bây giờ là cái 1,7 triệu đấy thì em sẽ trao. Bây giờ là còn cái 1 triệu đấy thì là gia đình muốn xử lý thế nào? Vợ là có muốn đưa vợ đi khám không? Nên cái lòng thì nhớ này niệm mai sự tưởng niệm thì tưởng nhớ mà cho niệm mai một rõ cho nó một Em rõ nói đi. sẽ lịch giao và sĩ tổ trưởng bao chỉ kiện Lúa vẫn nói được tiếng Kinh mà đúng không? Nói ít à? Nói biết bao nhiêu thì nói bao nhiêu, không phải sợ anh đâu nhé, nói đi. Bây giờ là vợ em bị như này lâu chưa? lòng. Nghĩa là trước khi có con à? Từ khi lấy nhau về là lúc nào nó cũng như thế à? Vợ cũng như thế à? Nó như thế Không làm việc gì. biết chưa lái là nó vẫn là như thế rồi Chưa lấy là như thế rồi. Không biết làm việc gì. không Chả hiểu sao là em vẫn lấy. Yêu nhau không? Không yêu nhau á? còn cái này là giống như hôm trước em bảo anh bố của vợ em đúng bác bùa à, em đúng là lái thôi Biết rồi, nhưng mà làm sao mà bắt buộc được lấy chứ, lúa làm gì sai mà bắt buộc lấy? em đứa này nó đi giúp làm việc thì nó bảo Ngẩng mặt lên, anh ngẩng mặt lên. thấy thì đi đi cùng vợ của em đứa này đi làm việc thì sợ là anh làm gì thì sợ nó có co thì bác bùa nó đấy À, thôi anh, em ra đây thăm lúa một tí. luôn Thế là nhau chế lễ tới ba lỗi câu chuyện thì là như trước là với em này đi làm à? mà Đi làm ở đâu? em là Em hai em này đi làm ở đâu mà bố vợ bắt lấy? anh em này nó đi con gái của nó đi chẳng kỳ với đi làm nương À, đi mà chặt củi với đi làm nương với nhau. không Xong là bố vợ là bắt lấy luôn. mà Sợ là sau này có con là không ai chịu đúng không? mà Lâu chưa? Lâu chưa? nó cứ đi được một tuần thì bố nó nghe bố của vợ nó bắt bùa nó lấy thì nó không biết làm gì thì nó làm đưa vợ của nó về thôi À, mà thế là bố bắt lấy là cũng lấy luôn, không không yêu nhau vẫn lấy. mà không Thế thì thực ra là Khâm không biết sâu vào câu chuyện và Khâm cũng sẽ không khai thác sâu vào câu chuyện riêng tư của bất cứ một hoàn cảnh nào nữa. Mình chỉ hỏi những cái lý do đơn giản để mà mình biết được, mà mình đánh giá thôi. Đấy thì là rất nhiều cô bác là comment là sợ là vợ trầm cảm sau sinh thì mới ra nông nỗi này, nếu không được đi khám sớm sẽ là sợ là thần kinh bị ảnh hưởng nặng thì rất là nguy hiểm. Thì hôm nay là Khâm lên đây là cũng muốn hỏi ý kiến gia đình thôi. Em bị từ trước đến giờ rồi thì là lúa là cũng muốn đưa vợ đi khám một lần không? Trong cái số tiền khoảng 1 triệu này chắc bị chỉ đi Yên Minh khám thôi. Vào phòng khám ngoài ấy, phòng khám Bình Thu ấy, người ta dịch vụ cũng rất là tốt. Thì em có muốn đưa vợ đi khám xem một lần đầu óc thần kinh như thế nào không? đơn đi khám con gì đó Muốn đưa đi khám xem một lần ừ, gì? luôn nó bảo là đưa đi khám đầu nó làm bị là sau nó mới làm không biết gì Thế trước đây đi đã đi khám bao giờ chưa? chưa chưa đi đâu
chưa đi khám bao giờ đâu ấy. Bởi vì lúc nào cũng thấy em ấy cười cười. Đấy, những ngày đầu tiên lên thì mình không nghĩ ngợi gì đâu, gặp thì mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Bởi vì một người còn trẻ tuổi như này hay cười hay nói thì mình chẳng có vấn đề gì để mình bận tâm cả. Nhưng mà vừa rồi là mất con thì vẫn thấy là vẫn cứ như thế thì chắc là sẽ có một chút vấn đề các bác. Thì lúa muốn thì là sẽ sắp xếp. Sắp xếp là em xe máy không có đâu nhỉ. Bây giờ đi khám thì anh Lúa có, nếu mà đi nhờ có đi cùng được không? Được mà. Đi cùng được thì là anh Lúa đưa em ấy, còn là em sẽ đi trực tiếp đi cùng. Vâng ạ. Nếu mà giờ chưa có giấy phép lái xe thì đi buổi trưa cũng được. Vâng ạ. Buổi trưa xuống thì liên hệ cho em. Vâng. Thì là anh em mình cùng xuống là... Nếu mà không nào thì anh gọi để cho em, em đi... xuống à, chỗ Bình Thu ấy kìa, người ta cũng là bệnh viện tư nhân thôi, dịch vụ chăm sóc rất là tốt và tận tình. Thì là trưa mình cũng vào đấy là người ta vẫn làm việc. Đấy thì là cũng muốn là khám một lần xem. Thì hôm qua chị Gian chị cũng bảo với Khâm là đấy thì tùy em thôi, thì em lại phải hỏi ý kiến gia đình. Thì cái số tiền mà các bác gửi cho thì Khâm muốn là dùng đúng mục đích nhất có thể, minh bạch nhất có thể, và hỗ trợ cho gia đình tốt nhất có thể. Thì biết đâu là có chụp chiếu như thế nào rồi xem là có thuốc thang gì hỗ trợ cho cái thần kinh không nhỉ. Đấy thì trước mắt là biết như thế. Vợ ở nhà là được xay giỏ dành cho một xài lá cho toàn họ không có được làm được chỉ đọc xoay xin em họ nó làm thấy thì đưa về nó đi khám chữa làm để nó làm mang khu xong đấy đi, nhưng mà nó bảo là đi trước có đường đi về với nhà đấy thì đấy về làm mang khu. Các anh đã thống nhất phương án rồi thì em cũng chỉ hỗ trợ cùng thôi. Vâng. Chứ không sau cũng được trước cũng được, miễn là sắp xếp được là mình đi. Vâng. Để họ nó đi hôm nào thì lấy bị... anh thử hỏi em này xem nào, bây giờ đưa đi khám xem em ấy sao. Vâng. Có đi không? Được mà. Đã cho một tháng mà phụ một cho một tháng xíu nó bỏ đi vẫn đi gì. Vâng. Chẳng biết thế nào được thôi, vẫn là vô tư. Nhưng mà sai giỏ họ ký tệ nóng tiền mình thả ăn được bao nhiều nhau tiền nên giờ máu với xanh thì một dạo ít tiền à bảo đi làm đó chứ mà sáng nó bảo làm đi ở ba lâu mới về, nhưng mà em bảo nó là đi không đi phải về luôn đâu, về à, đi tiền, về luôn đấy, đi về luôn xong thì về. Vâng. Xong việc có kết quả thì về. Vâng. Đấy. Được rồi, thế cứ thống nhất như thế thì bảo làm tí làm thế thì tí 12 giờ đi cũng được. Tí đi luôn á? Tí đi luôn em bận. Tí đi luôn em bận. Tí nữa để mai nhé. Vâng. Cần. Để mai 10 chắc là tình của 11 giờ thì anh đưa. Rồi, 11 giờ anh Lúa cứ liên hệ cho em. Rồi đi, bây giờ là 11 giờ 10 giờ, tí nữa là em đi rồi, em còn phải có việc, chiều nay em có việc rồi, không phải lúc nào đi quay được. Vâng, thế thì ngày mai 11 giờ thì em xuống thì em đưa nó xuống để thấy nhái cho em. Vâng, cô ba anh chị được biết. Đấy. Còn bây giờ là trả tiền nhá. Còn 1,7 triệu kia thì là sẽ hỗ trợ cho em làm mang phôi cho con nhé. Ngoài đâu là thừa ra thì mua cái gì cho gia đình ăn, cho vợ ăn. Nên là xóm ma khô thì là chắc vẫn phải làm 1-2 mâm cơm đúng không? Vâng đó. Đấy thì cứ làm đi. Nói chung là các bác gửi lên thì nhờ anh thì anh sẽ trao cho nhé. Còn cái đi khám kia thì mới nữa xem là có vấn đề gì không. Không thì là trừ cái tiền khám thuốc thang đi, về sau là nếu mà còn thừa ra thì em sẽ liên hệ cho gia đình nhé. Rồi. Người ta đang có à, thì từ trong hoa luyện nên mới nhặt chắc khi to à. Sao thế, anh Lúa bảo gì đấy? Thì bỏ chắc nếu thì khi ta chỉ dám mình bỏ xịt cho ok. Thì nữa cảm ơn đến các bác, các chị nhá. Mất lòng luyện, qua lối đọt trọng. 1,7 triệu. Hôm nay là Khâm sẽ trao cho em Lúa trực tiếp, mà số tiền chị Mai ở Hà Nội này, chị Dân Gian này,
chị cô Thảo này đấy đã hỗ trợ cho em lúa. Thầy Khâm sẽ trao số tiền mặt này cho em để em hỗ trợ làm ma khô cho con. Đấy thì như hồi đấy cũng nói ấy, gia đình mình nghèo thì mình làm bé thôi nhá, làm cho đủ cái phong tục của mình thôi, bởi vì nhiều tiền thì đi vay nợ về lấy đâu ra mà trả, được chưa? Đấy, cố gắng lên, mọi chuyện rồi thì thời gian nó sẽ làm phai mờ đi thôi, để em bắt đầu lại cuộc sống mới thôi nhá. Rất còn rất rất nhiều người cô ba anh chị quan tâm động viên đến em nhá, thì người ta mới gửi tiền cho em thôi nhá. Đấy, cảm ơn các cô các bác đi, anh trao cho nhà đấy nhá. Không đã trao cho được các bác. Cảm ơn các bác nhá. Cảm ơn các bác, các cô, các cô đã gửi cho đã cháu. Cho cháu nhá. Rồi, cháu sẽ cố gắng. Phải nói mà cô xin cô hai anh chứ nha. Đấy. Phải nói mà cô là xin chứ. Đấy, bà ấy. Bà phải dạy. Người ta cho mình là mình phải là xin nhá. Cảm ơn nhá. Bà là bác của lúa hay là như nào nhỉ? Vâng. Bác à? Bác đấy. Đấy, hôm nay là thưa với bà là vừa rồi các cháu lên ghi hình là cũng kêu gọi được một chút tiền hỗ trợ cho lúa. Đấy, vừa rồi là được đợt đầu là được 100.000 là trao cho rồi. Thì đợt này là được trao cho 1.700.000 tiếp. Đấy. Còn 1 triệu đấy thì các bác nhờ là đưa vợ nó đi khám một lần. Nhá. Đấy thì tới này tiếp tục là sau khi đi khám thì sẽ ghi hình. Nói thật là quay em lúa là cũng có duyên đấy, cũng có duyên để mà tiếp tục là chắc là tương lai sẽ vẫn còn những video về em lúa này các bác ạ. Cũng nhận được rất là nhiều những sự đồng cảm của cô bác anh chị đấy. Hôm nay là cứ thống nhất như thế đã nhá. Rồi đây là bác, đây là bác của lúa nhỉ? À, bác. Vâng. Công bố để vâng vâng đấy thì hôm nay cháu lên đây là cháu cũng làm việc tốt thôi, trao tiền cho lúa thôi đấy, không phải cháu chúng cháu lên đây làm cái gì đâu nhá. Vâng. Đấy, rất là cảm ơn hai cháu này, lúa khó khăn thế này mà chủ yếu là người thông, nhưng mà ý nghĩa là phải các cháu giúp là phải đúng rồi, nhưng mà phải động viên nó là ăn làm vâng, động viên nó làm ăn thôi, bây giờ là động viên để mà làm tốt lên thôi chứ không thể nào mà cho được suốt. Cố gắng lên nhá. Không phải con đấy, mất là suy sụp đâu. Ừ, cố gắng lên nhá. Được rồi. Đấy. Thôi là video ngày hôm nay đến đây thì không xin phép khép lại tại đây thôi. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Rất cảm ơn các chị các bác đã đồng cảm và gửi hỗ trợ cho em lúa. Thì không cũng mong là em lúa sẽ có một cái động lực để vươn lên khỏi cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Tiếp tục là cuộc sống ở phía trước còn dài, lúa cố lên nhé. Đấy, cảm ơn cô ba anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.